Phan Thanh Bình khiến game show bị gián đoạn vì sức khỏe không ổn định. Vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u được một ngày, Phan Thanh Bình đã tham gia chung kết Sinh Ra Để Tỏa Sáng. Phan Thanh Bình đang là một trong những thí sinh được chú ý khi tham gia cuộc thi Sinh Ra Để Tỏa Sáng. Dù là cầu thủ và lần đầu thử sức trên sân khấu với dòng nhạc Bolero, nhưng anh vẫn xuất sắc có mặt ở vòng chung kết sẽ lên sóng vào ngày 9 tháng 7 tới. Ban tổ chức chương trình mới đây tiết lộ, trong ngày ghi hình cho đêm chung kết, Phan Thanh Bình đã phải nhập viện cắt bỏ khối u. Trong hậu trường khi tập luyện cùng huấn luyện viên Nhí Nhã Thi, Phan Thanh Bình nhiều lần bị choáng, anh cố gắng hoàn thành phần tổng duyệt của mình để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của ban tổ chức. Tuy nhiên khi đến phần make-up trước khi ra sân khấu, Phan Thanh Bình phải xin phép ekip tạm ngừng để nghỉ ngơi vì quá yếu. Anh cần lấy lại sức trước khi tiếp tục phần thi của mình. Khi được ekip hỏi thăm, anh mới chia sẻ vừa trải qua phẫu thuật khối u ở đùi sau bên phải một ngày trước đêm ghi hình chung kết. Bác sĩ yêu cầu Phan Thanh Bình phải mổ sớm, nếu không khối u lớn hơn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Ngoài ra, anh cũng được chỉ định phải nằm viện tĩnh dưỡng vài ngày. Tuy nhiên, Phan Thanh Bình phải xin phép bác sĩ cho xuất viện sớm để có thể dự thi tránh ảnh hưởng đến chương trình. Cũng vì chủ quan không dành thời gian nghỉ ngơi, cử động nhiều phần cổ sau khi gây tê tủy sống, nên Phan Thanh Bình bị chứng thiếu máu tuần hoàn não gây chóng mặt, choáng và tê hết sau gáy. Sau khi mổ vài tuần, anh thỉnh thoảng vẫn có tình trạng này. Từng là chân sút số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam và bây giờ chuyên tâm ở vị trí huấn luyện viên, Phan Thanh Bình được đông đảo khán giả yêu thích khi tham gia Sinh Ra Để Tỏa Sáng với thể loại Bolero. Với phong cách biểu diễn chân chất và giọng hát mộc mạc, anh đã chiếm nhiều cảm tình của khán giả. Chuẩn bị cho đêm chung kết, lần này bé Nhã Thi lựa chọn ca khúc Lòng Mẹ Hai, sáng tác Ngọc Sơn để biểu diễn cùng Phan Thanh Bình. Trước khi đến với cuộc thi, Bình chỉ mong có cơ hội đi đến đêm chung kết để mình trình diễn và tham dự cùng các thí sinh khác, chứ không quan tâm mình có là quán quân hay không. Bình chỉ kỳ vọng người nghe có thể cảm nhận được cảm xúc của bài hát là mình thành công rồi, Phan Thanh Bình chia sẻ. Khác với các đêm thi vòng loại, trong đêm chung kết các thí sinh sẽ phải biểu diễn chung tiết mục, phối hợp cùng với huấn luyện viên Nhí của mình. Đây cũng là một thuận lợi cũng như thách thức không kém đối với các thí sinh. Ngoài Phan Thanh Bình, ba thí sinh còn lại là Lê Giang, Phạm Văn Mách và Nguyên Khang cũng rất nỗ lực để giành vị trí quán quân. Cô con gái được Hoài Linh cân nhắc trong phim Kiếm 60 tỷ đang sống thế nào? Tình cũ Lương Bằng Quang ngày càng sexy và đắt giá trong showbiz. Gia Gia Chương Nhi được biết đến qua vai Tiên Dung, cô con gái của Hoài Linh. Trong Nhà Có Năm Nàng Tiên năm 2013, Tiên Dung là cả nhưng không phải vì tuổi lớn nhất. Cô được vợ chồng ông Tiên Cảnh và bà Mai Nhỏ Nhẹ, Hoài Linh Việt Hương nhặt về nuôi đầu tiên. Sau thành công từ vai diễn điện ảnh đầu tay, Chương Nhi ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong làng giải trí. Chân Dài Nội Y vừa nhận vai cô giáo Phương Lan trong Ly phiên bản Việt. Vai diễn này trong Ly của Mỹ là Sue Sylvester do Shen Luyên đóng. Nhà Có Năm Nàng Tiên từng tạo nên cơn sốt dịp Tết năm 2013 và thu về hơn 60 tỷ doanh thu. Bộ phim giúp người đẹp sinh năm 1990 tự tin hơn về diễn xuất và quyết định theo nghề diễn. Gia Gia Chương Nhi là chân dài có phong cách sexy, ngoại hình cuốn hút. Cô cũng được cho là người đẹp xoán ngôi nữ hoàng nội y của một người mẫu nổi tiếng khác. Chân dài chính ít từng có mối tình lãng mạn kéo dài gần 6 năm với nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Dù yêu nhau nhưng cặp đôi ít khoe mẽ chuyện riêng tư trên mạng xã hội. Cuối tháng 6 năm 2015, cả hai công bố chuyện chia tay khiến nhiều người tiếc nuối. Sau khi chia tay bạn trai, Trương Nhi cho biết cô sẽ không yêu người trong showbiz vì sợ không có thời gian dành cho nhau. Gạt bỏ nỗi buồn cô đơn vì không có bạn trai bên cạnh, người mẫu nội y dành hết thời gian cho công việc. Với lợi thế ngoại hình sexy, Gia Gia Trương Nhi được mệnh danh là Lee Hyori Việt. Tình cũ Lương Bằng Quang vào nghề người mẫu từ năm 17 tuổi. Trên Facebook cá nhân, người đẹp chia sẻ hình ảnh bận rộn với lịch quay phim kín mít. Sau Nhà Có Năm Nàng Tiên, Gia Gia Chương Nhi còn hợp tác với bố Hoài Linh trong Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện.
ngoài công việc, nàng Tiên Dung còn dành thời gian đi du lịch để xả stress. Là người yêu động vật, đặc biệt là cúng cưng, Chiêu Nhi thậm chí đưa bạn nhỏ của mình đi du lịch khắp nơi. Cô được nhận xét ngày càng đẹp, gợi cảm sau khi chia tay nhạc sĩ dịu dàng đến từng phút giây. Chiêu Nhi khoe dáng luộc với bikini một mảnh quyến rũ. Chụp ảnh nội y vốn là lợi thế của chân dài. Ngoài việc đóng phim, cô cũng nhận lời chụp ảnh thời trang khi có thời gian rảnh rỗi. Sau cú sốc chia tay nhạc sĩ sinh năm 1982, Chiêu Nhi đã tìm lại được cuộc sống của mình. Cô đóng phim, chụp ảnh thời trang và đi du lịch. Bên cạnh đó, nữ diễn viên chiến dịch chống ế cũng tăng cường tập kim để giữ dáng. Vẻ bốc lửa và táo bạo của Gia Gia Chiêu Nhi khiến phái mày râu không thể ngồi yên. Thời gian gần đây, cô tham gia nhiều phim truyền hình như Nhà Có Hai Cửa Chính, Giọt Nước Mắt Hận Thù. Một xuất hình quyến rũ của Chiêu Nhi. Vẻ đẹp tự nhiên trong tràn sức sống của bạn gái cũ Lương Bằng Quang. Mười lăm năm thay đổi da thịt xuất sắc của bà xã Công Vinh, Thủy Tiên đã có sự lột xác ngoạn mục sau 15 năm bước chân vào làng giải trí. Gia nhập vào làng giải trí từ năm 2005, Thủy Tiên là một trong những ca sĩ có nhan sắc lẫn gu thời trang thay đổi đáng kể theo thời gian. Bà xã Công Vinh đẹp lên từng ngày, gu thời trang cũng ấn tượng và sành điệu hơn. Cô được xem là trường hợp Việt hóa thiên nga thành công bậc nhất trong showbiz Việt. Cùng nhìn lại quá trình thay đổi của Thủy Tiên từ năm 2000 đến nay. Hình ảnh 15 tuổi của Thủy Tiên cho thấy vóc dáng của cô lúc này đã khá cao ráo, khuôn mặt thanh tú. Giai đoạn 2003-2005, nhan sắc Thủy Tiên chưa được đánh giá cao, da ngăm đen, răng không đều. Năm 2006, vẫn chưa có nhiều thay đổi, Thủy Tiên chưa để lại nhiều dấu ấn cho người hâm mộ. Năm 2007, cô dần thay đổi ngoại hình, bắt kịp xu hướng tóc tỉa của giới trẻ, phụ kiện bắt mắt, cách trang điểm cũng ấn tượng hơn. Năm 2008, bà xã Công Vinh vẫn hướng đến hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, chưa có nhiều khác biệt. Năm 2009 là năm đánh dấu sự thay đổi ngoạn mục của Thủy Tiên về ngoại hình và phong cách. Cô hướng đến sự gợi cảm, nóng bỏng. Thời gian này cô để lại ấn tượng nhờ cách trang điểm, đánh son kiểu xí muội tạo nên cơn sốt cho giới trẻ lúc bấy giờ. Năm 2010 đánh dấu một bước ngoặt tiếp theo trong quá trình thay đổi của Thủy Tiên. Khuôn mặt thon gọn hơn, sống mũi cao hơn và nhỏ nhắn hơn. Người đẹp có xu hướng đầu tư túi xách phụ kiện để làm trang phục thêm bắt mắt. Năm 2011, sau khi chỉnh răng và theo đuổi hình ảnh gợi cảm, Thủy Tiên nhanh chóng có được sự tiến triển vượt bậc trong sự nghiệp, vụt sáng thành ngôi sao đắt giá trong showbiz. Năm 2012, nhan sắc của nữ ca sĩ Giấc Mơ Tuyết Trắng. Giai đoạn này đã có được nhan sắc chín mùi, cô chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, chỉ nhấn ở phần đuôi mắt. Năm 2013, không chỉ lên đời với nhan sắc, về hình thể của Thủy Tiên cũng thay đổi đáng kể. Đến hiện tại, cô vẫn được xếp vào danh sách những mỹ nhân có vóc dáng đẹp nhất về biết. Năm 2014, càng về sau, cô thay đổi phong cách từ gợi cảm sang thanh lịch quý phái. Năm 2015, thời trang của cô luôn được đánh giá cao mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Thủy Tiên của năm 2016 không khác gì so với khoảng thời gian 5 năm trước đây. Hiện tại đã 32 tuổi nhưng Thủy Tiên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn như thời son rỗi. Angela Phương Trinh lộ dáng ngồi bá đạo chưa ai từng thấy. Trái ngược vẻ ngoài sexy, Angela Phương Trinh đời thường khiến nhiều người bất ngờ vì các tư thế lạ. Cách đây không lâu, Angela Phương Trinh gây tranh cãi khi đăng ảnh ngồi trang điểm, khá vô tư trước đồng nghiệp nam. Tư thế ngồi kém duyên của cô nàng bị không ít người chỉ trích.
Sau sự cố trên, Angela Phương Trinh đã chú ý nhiều hơn khi xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên cũng khẳng định cô muốn xây dựng hình tượng sexy mà không phản cảm. Tuy nhiên trong những lúc nghỉ ngơi đời thường, Angela Phương Trinh vẫn đôi lần bị soi dáng ngồi thiếu nữ tính. Nhiều người hài hước nhận xét cá tính thật của người đẹp khác hẳn vẻ sexy chứ danh. Mới đây, Angela Phương Trinh đang ngồi ảnh trên xế hộp với tư thế khá thoải mái và nhận được hơn 5.000 lượt thích cùng nhiều lời khen ngợi. Vì là diễn viên nên người đẹp rất thoải mái với các đồng nghiệp, hành động tự nhiên của Angela Phương Trinh được nhiều fan ruột ủng hộ và cho rằng đó là điều bình thường. Ngoài đời thường, Phương Trinh rất tự nhiên và cá tính, bà mẹ nhí ngồi thoải mái ăn uống trong một nhà hàng mà không sợ ai soi mói. Không phải là người mẫu, song nữ diễn viên taxi em tên gì vẫn có những tư thế tạo dáng độc đáo và chuyên nghiệp. Khi đi chơi cùng bạn bè, người đẹp chính ít thoải mái tạo dáng nằm ngã ngớn để chụp hình. Cô không tỏ thái độ một ngôi sao mà trái lại rất vui vẻ và nhiệt tình. Tư thế ngồi độc nhất vô nhị chỉ Angela Phương Trinh mới có. Nữ diễn viên ăn vận gợi cảm nhưng tư thế lại quá dã man. Phút nhí nhảnh ngồi xổm trên phố giữa lúc chụp hình thời trang của Angela Phương Trinh. Nữ diễn viên ngồi ý tứ khép nép khi quay quảng cáo truyền hình. Ảnh đời thường của người đẹp chủ yếu là tư thế mạnh mẽ, cá tính. Khoảnh khắc nữ tính dịu dàng hiếm hoi của Angela Phương Trinh. Một phút trầm tư và dịu dàng hiếm có của cô nàng khi đi chơi khuya.